Đọc được cái comment này nghe là thấy không toàn thay rồi, nhưng mà hôm nay mình đánh liều thử chơi lớn một lần xem hàng xóm có trầm trồ. Mình chờ người phụ nữ cầm tinh con dê này đi ra ngoài rồi sẽ thân đánh cắp một vài cây kiểm mắc về để vẽ. Nhờ các bạn mà tôi vừa triệu hồn thành công một con quỷ rồi đó. Lấy xong rồi ngồi lén lén một góc vẽ chứ đâu có dám để người ta nhìn thấy. Công nhận là vẽ lén lúc như này có cảm giác thú vị ghê luôn á. Tôi vẽ thần tượng của bà để lỡ mà bà có phát hiện ra được thì được phép luật khoan hồng, nếu không thì hậu quả tôi không dám tưởng tượng ra luôn á. Vẽ bằng cây kiểm mắc này có cảm giác thích cực, đầu cọ mềm nên rất dễ đi nét. Các bạn có điều kiện thì cũng nên sắm cho mình một cây kiểm mắc như thế này để vẽ, mà được cái vẽ bằng hình tròn này nó hoa mắt chóng mặt cực kỳ luôn. Mấy bạn đặt thử thách cho tôi khó xíu đi chứ mấy cái này tôi lo được mà. Mình ngồi hì hục đâu đó khoảng 5 tiếng để hoàn thiện bức tranh. Nào bây giờ thì cùng xem người tôi vẽ là ai nha. Còn cái cảnh tôi bị phanh thay xin phép tôi được giữ cho riêng mình.